Xin chào các bạn đã chương trình Điều Kiện TV. Công ty xe điện VinFast là một công ty con của tập đoàn VinGroup và trong thời gian gần đây đã triển khai hàng loạt những cái kế hoạch. Chúng ta thấy là xây dựng nhà máy ở Mỹ, ở Ấn Độ, rồi ở Indonesia và còn triển khai bán hàng. Và theo kế hoạch, trong năm 2024 này sẽ đột phá rất nhiều các cái thị trường. Trong đó không chỉ là Mỹ, Canada, ở châu Âu mà còn thực hiện ở vùng châu Á, ở Trung Đông, ngay cả bên châu Phi nữa. Và cái số lượng, một cái mục tiêu có thể là đạt tới mấy chục nước. Chúng ta thấy là có thể lên tới 40-50 nước có mặt cái sản phẩm của xe điện VinFast. Thì đây là một cái bước tham vọng và một cái mục tiêu rất là lớn. Và cái việc mà đưa ra một mục tiêu lớn như vậy đó không phải là nói suông, và chúng ta thấy rằng trong những tháng đầu năm 2024 thôi thì cũng đã có những cái dấu hiệu cho thấy rằng VinFast nói và đi đôi với việc làm. Cụ thể như hồi tháng Giêng tháng 2 vừa qua thì có những cái cuộc triển lãm vô cùng lớn mang tầm vóc của châu lục ở tại Indonesia hay là ở tại Thái Lan, thì xe điện VinFast đã mang đến đây. Và kèm với đó là chúng ta thấy là những cái bản hợp đồng đã được ký kết. Và trước đó nữa thì xe điện VinFast, cái hãng mà VinFast ở tại Hải Phòng đã tổ chức những cái cuộc đón tiếp khi mà có những cái phái đoàn của những nguyên thủ quốc gia trong cái vùng khối ASEAN đến thăm và làm việc chính thức ở Việt Nam, thì cũng đã dành một thời gian đến thăm và được chính ông chủ tịch của tập đoàn VinGroup và hiện giờ là tổng giám đốc của VinFast luôn. Đó là ông Phạm Nhật Vượng đón tiếp rất là rõ ràng, thí dụ như là ông tổng thống Philippines hay ông tổng thống Indonesia. Thì đây là một cái thông tin chúng ta thấy rằng nó liên tục đi theo những cái chiều hướng rất là tích cực và cho thấy là cái việc đầu tư của VinFast, cái việc mà chiến lược nêu ra và nó có triển khai và triển khai rất nhanh chóng. Chúng tôi cũng không ngờ rằng công ty VinFast đã thực hiện cái chương trình bán hàng ở cái vùng Đông Nam Á, phải nói rằng thực hiện rất là nhanh. Ở bên Mỹ đó thì chúng ta biết rằng mặc dù là thị trường rất là lớn, VinFast cũng đã đến thị trường này và đã có kế hoạch xây dựng nhà máy. Tuy nhiên thì thủ tục pháp lý ở bên Hoa Kỳ nó rất là khó khăn, nó rất là chậm trễ và nhiều khi nó thông qua nhiều cái thủ tục và nó đòi hỏi đó là phải coi như là phải có một cái thời gian, chứ nó không phải giống như là bên châu Á. Châu Á thì có khi người ta cũng dễ dàng hơn và người ta cũng năng động hơn. Đó là cái điều mà nhiều bạn mà ở Mỹ đó hoặc là họ ca ngợi cái chính quyền của các nước tự do mà gọi là lâu đời, nhưng mà thật ra thì nó vẫn có những cái hạn chế. Cho nên điều này nó lý giải là vì sao mà triển khai nhiều khi một cái nhà máy xây dựng ở bên Việt Nam chỉ có tốn khoảng chừng 20 tháng, hai mấy tháng là sẽ hình thành một cái nhà máy, một cái khu mà gọi là phức hợp. Có những cái công ty con nằm ở trong cái vùng mà ở thành phố Hải Phòng, khi mà đến thăm một cái khu vực như vậy chúng ta mới thấy cái sự đồ sộ và cái việc mà xây dựng rất là nhanh chóng. Trong khi ở Mỹ thì nó rất là chậm chạp. Thì cái điều này rõ ràng là về mặt pháp lý, về mặt thủ tục, và mỗi nước nó có những cái quy định rất là khác nhau. Thì chúng ta thấy là cái bản tin ngày 2 tháng 4 năm 2024 vừa qua thì ở tại Jakarta, tức nghĩa là thủ đô của cái nước Indonesia. Indonesia thì chúng ta đã biết rồi là quốc gia lớn nhất, có cái nền kinh tế lớn nhất và đông dân nhất của cái khối ASEAN, có thể nói là đầu tàu của khối ASEAN. Và đây là một cái thị trường cũng rất là khó khăn, rất là khó tính, và một cái thị trường mà gọi là xe hơi. Indonesia cũng đã sản xuất xe hơi rồi quý vị. Chúng ta đã thấy là ở tại thị trường của Việt Nam thì có những cái chiếc xe mà lắp ráp hay là sản xuất từ ở bên Indonesia để mà sản xuất bán sang thị trường của Việt Nam trong nhiều năm vừa qua. Tuy nhiên thì đó là những cái chiếc xe xăng. Bây giờ thì VinFast đã trở thành một cái công ty, hay nói đúng hơn là một cái tập đoàn mà sản xuất về xe điện, và cái tầm vóc của VinFast hiện giờ là tầm vóc của khu vực rồi. Tầm vóc rất là lớn rồi.
có mặt ở nhiều nước rồi, chúng ta đã thấy rồi, sản phẩm có mặt ở Thái Lan, ở Ấn Độ, ở Mỹ, ở châu Âu, ở Canada, thì bây giờ tiếp tục là theo như cái bản tin ngày 2 tháng 4 vừa qua thì cho biết rằng đó công ty BT Rally Seria Yumata chính thức khai trương cái đại lý VinFast đầu tiên ở tại coi như là ở tại Indonesia nha quý vị. Đây là một cái thông tin có thể nói rằng nó cho thấy rằng một cái kết quả rất là nhanh chóng. VinFast đã chính thức mở một cái cửa hàng bán xe đầu tiên ở tại Indonesia. Đây là một số những hình ảnh rồi được có những cái bài báo họ đã đưa lên rất là rõ ràng, và những cái chiếc xe VinFast đã lăn bánh ở trên đường phố của Indonesia. Thì đối với một số nước ở châu Á, cái vùng mà Đông Nam Á đó, thì ví dụ như ở bên Thái Lan hoặc là ở bên Indonesia hay là nhiều nơi, có khi thì họ sử dụng như là ở bên Ấn Độ cũng vậy, thì sử dụng tay lái nghịch. Và VinFast vừa rồi thì tham dự những cái triển lãm đó cũng đã đưa cái chiếc xe gọi là chiếc xe tay lái nghịch sang cái thị trường đó, và rất là nhanh chóng quý vị. Có thể nói rằng cái việc sản xuất của những cái hãng xe, người ta đáp ứng cái nhu cầu của thị trường, và điều này cho thấy rằng thị trường mà có khó tính hay là thị trường mà có nhu cầu khách hàng như thế nào thì những cái hãng xe mà lớn như là VinFast sẵn sàng là nhanh chóng thôi. Và đây là những hình ảnh mà chúng ta thấy ha, cái chiếc xe VinFast màu xanh ở trong ở phía trước một cái cửa hàng VinFast. Và theo như cái bản tin đó thì nói rằng là sự kiện này nó đánh dấu một cái bước tiến quan trọng của VinFast tại cái thị trường, mà sau cái màn ra mắt thành công trong cái khuôn khổ triển lãm ô tô quốc tế mà chúng ta nhớ hồi tháng 2 vừa qua đó, cái triển lãm quốc tế IIMS năm 2024. Và cái cửa hàng VinFast này nó tọa lạc ở tại cái thành phố gọi là Depok, nằm ở phía tây của cái thủ đô Jakarta. Và cái cửa hàng này chúng ta thấy là thiết kế rất là hiện đại nha, sang trọng, và trưng bày các cái dòng xe thông minh của VinFast. Và trước mắt á, là có những cái dòng xe như là VF5, VFI34, và cũng cung cấp luôn các cái dịch vụ tư vấn hay là chăm sóc khách hàng và cái việc mà sửa chữa xe chuyên nghiệp nữa. Ngoài ra thì cái BT Rally Serita Umata này đó, Utama này á, thì VinFast dự kiến rằng sẽ phát triển mạnh mẽ cái mạng lưới gọi là đại lý phân phối xe điện rộng khắp trong cái thành phố các cái thành phố lớn của coi Indonesia ngay trong năm 2024 này, tức nghĩa là triển khai liên tục luôn, và nhằm đáp ứng cái nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng đối với xe điện. Thì chúng ta đã biết rồi, đối với thị trường của Indonesia, khi mà ông Tổng thống Widodo của Indonesia sang thăm Việt Nam thì cũng nói rất là rõ là cái kế hoạch của Indonesia là đang muốn phát triển theo cái hướng là xanh hóa cái giao thông, và theo cái tỷ lệ là càng lúc càng nhanh chóng để mà đáp ứng, và người ta có những cái cột mốc rất là rõ ràng và cũng hỗ trợ rất là mạnh cho cái lĩnh vực xe điện. Chính vì vậy thì VinFast là một trong những cái công ty mang cái tầm vóc của khu vực vào những cái công ty mang chất đột phá và đầu tiên của cái vùng Đông Nam Á, và nhanh chóng để mà đến cái thị trường này, thị trường đông dân bậc nhất của cái khối ASEAN. Thì ông Nguyễn Ngọc Chức là phó tổng giám đốc của VinFast ở Indonesia cũng đã chia sẻ là với việc khai trương cái đại lý VinFast đầu tiên ở tại Indonesia thì chúng tôi tự hào tiến thêm một bước quan trọng trong cái hành trình đưa xe điện chất lượng cao cùng dịch vụ hậu mãi vượt trội đến với người tiêu dùng xứ vạn đảo VF5 và VFI34, với thiết kế hiện đại và phù hợp với thị hiếu địa phương, hứa hẹn sẽ trở thành sứ giả tiên phong, mở đường cho những mẫu xe khác của VinFast trong tương lai, góp phần thúc đẩy phát triển ngành xe điện tại Indonesia. Thì đây chẳng những là bây giờ không phải là nói nữa mà bây giờ là làm rồi quý vị. Bây giờ đã đưa những cái mặt hàng sang thị trường này rồi và đang bán luôn rồi ngay thị trường rồi.
và một cái đại lý xe hơi rất là lớn đã được khai trương đầu tiên, và cũng chính là do những người bản xứ họ làm luôn, chứ không phải là VinFast làm, mà đây là cái điều rất là đặc biệt. Và ông Gen là tổng giám đốc của công ty BT Lottery Setia Utama thì có chia sẻ rằng là chúng tôi rất vui mừng khi trở thành đơn vị đầu tiên sở hữu cửa hàng đại lý của VinFast tại Indonesia. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, thì BT Lottery Setia Utama cam kết sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi mua và sử dụng xe VinFast. Thì cái ông đó là tổng giám đốc của cái công ty lớn mà thực hiện cái việc làm đại lý cho VinFast để mà bán những chiếc xe của VinFast. Họ đã nói rất là rõ như vậy. Dĩ nhiên là họ có tiền, họ không có bao giờ mà họ thiếu những cái thông tin hay là họ ngu dốt để mà họ không có biết mà lại đầu tư vào trong cái lĩnh vực này. Và họ nghĩ rằng VinFast bằng với cái mẫu xe như vậy, và VinFast thì đã thành lập cái hãng từ năm 2017, chúng ta thấy là trong mới có mấy năm thôi và chuyển rất là nhanh, và bây giờ khi mà chuyển sang mà sản xuất xe điện thì có thể nhanh chóng đã có mặt trên thị trường, và cái tên VinFast đã càng lúc càng được nhiều nước ở trên thế giới cũng như là những cái nước lớn đó họ đã biết rất là nhiều, đặc biệt là khi mà lên thị trường chứng khoán. Thì cái thời điểm đầu tiên là những cái thời điểm rất là khó khăn khi mà tìm kiếm thị trường, khi mà phải đầu tư dàn trải, khi mà đi vào cái lĩnh vực mà đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa thị trường, rồi những cái dịch vụ đi kèm theo, những dịch vụ hậu mãi, những dịch vụ khuyến mãi và những cái chương trình bán hàng và hàng loạt các cái vấn đề để mà xây dựng những cái công ty phụ trợ, những công ty mà hỗ trợ để mà tạo ra một cái việc mà cái chuỗi cung ứng đồng bộ cho một cái sản phẩm có chất lượng cao như thế này. Phải nói là thời gian đầu là thời gian rất là khó khăn. Nhiều người đó bây giờ mà họ nhìn lại, họ cũng không nghĩ rằng VinFast có thể làm được như là ngày hôm nay. Và chúng ta thấy là sự có mặt càng lúc càng nhiều nơi hơn. Và những cái chiếc xe, những cái mẫu xe điện, ví dụ như vừa rồi đó, thì những cái mẫu xe điện mới nhất của Việt Nam, của VinFast cũng đã được đưa sang triển lãm và chào hàng ở bên Canada và đã được sự hưởng ứng rất là nhiều. Và chúng ta thấy rằng đó, ngày 28 tháng 3 năm 2024 thì VinFast đã công bố là mở bán cái mẫu xe VinFast VFI 34 tại Indonesia với cái mức giá là 315 triệu IDR, tức là cái đây là đồng tiền của bên ở bên Indonesia. Và cái giá đó thì chưa bao gồm pin, rồi cùng với cái chính sách thuê pin độc đáo, rồi giúp cho giảm cái chi phí sở hữu xe điện khi mà tăng cái khả năng tiếp cận cho nhiều người dùng hơn. Thì hiện giờ cái lĩnh vực xe điện nó phát triển rất là nhanh, và cái sự tiếp cận đối với các cái công nghệ này người ta cũng đã được liên tục để mà đổi mới hóa. Và VinFast khi mà nhận bán hàng xong rồi tiếp tục để mà bảo trì, tiếp tục mà coi như là chăm sóc các khách hàng, và ngay cả cái điều mà người ta quan tâm nhất là cái cục pin đó, thì cái cục pin ở tại Indonesia này đó, thì với cái chính sách hậu mãi xuất sắc của VinFast thì khách hàng Indonesia sẽ có được cái sự an tâm tuyệt đối khi mà sở hữu sản phẩm của xe điện Việt Nam, và cũng cung cấp cái chế độ bảo hành là 10 năm cũng giống như ở nhiều nơi khác cho cái mẫu xe VFI 34, cùng cái chính sách bảo dưỡng và thay thế pin miễn phí luôn nếu như mà cái trạng thái tiếp nhận mà sạc pin đó, nó dưới xuống 70%, tức là không cần đến 50%, dưới 70% là người ta thay cục pin mới luôn rồi. Tức là đảm bảo như vậy để cho cái người mua họ rất là an tâm, không có chuyện nói rằng cục pin mà sử dụng như là những cái kẻ mà nó chuyên môn mà trù ẻo các cái công ty Việt Nam, hay là nó chống phá người dân Việt Nam, chống phá lao động Việt Nam, thì khi mà lúc nào nó cũng nói những cái điều mang tính chất là ác ý mà nó tạo dựng, nó bịa đặt, thì những cái kẻ đó là những cái kẻ mà nó đưa ra những cái thông tin không bao giờ đúng cả. Trong khi đó thì đây là những cái thông tin nó rất là rõ ràng và được phát ra bởi chính là công ty VinFast ở tại Indonesia.
thì cho thấy rằng đó, bên cạnh đó thì VinFast cũng chú trọng phát triển cái hệ thống trạm sạc tại Indonesia. Trạm sạc ở nhiều nơi đó mà người ta bán xe điện thì đó là một cái nỗi lo rất là lớn. Bởi vì người ta nghĩ rằng là xe điện bán đến mà bây giờ thì cái hệ thống sạc như thế nào? Rất là khó khăn, hay là nó không thưa thớt, hay nó không có đầy đủ, không có cung ứng được. Thì mới đây thì chúng ta thấy rằng VinFast đã công bố xây dựng, hay nói đúng hơn là thành lập một cái công ty chuyên môn là phát triển về các cái trạm sạc. Và đây có cái tên đầy đủ là công ty phát triển trạm sạc toàn cầu, có cái tên viết tắt là V Green, Green là màu xanh, V có lẽ là viết tắt của chữ VinFast. Và với cái mục tiêu là mở rộng các cái mạng lưới trạm sạc ở tại các cái thị trường trọng điểm trên thế giới, trong đó có cả Indonesia. Thì điều này rất là đúng, bởi vì chủ động đi kèm với cái việc mà đưa ra những cái trạm sạc, dĩ nhiên là xây dựng cái công ty trạm sạc thì cũng có thu, người ta sạc pin thì mình cũng thu những cái đồng tiền mà sử dụng mỗi lần mà sạc pin như vậy. Nhưng mà ngược lại thì cung ứng cho cái hãng xe điện của VinFast, và khi mà mua xe điện VinFast thì có những cái trạm sạc đó đi kèm. Cho nên thì đây là một cái đầu tư đồng bộ và một cái đầu tư mang tính chất là khép kín và vượt ra khỏi cái phạm vi của đất nước Việt Nam, nghĩa là trở thành một cái công ty toàn cầu. Thật ra thì VinFast đã sớm trở thành một công ty toàn cầu khi mà gia nhập vào thị trường của Hoa Kỳ, bán hàng vào thị trường Hoa Kỳ, gia nhập vào thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ và đầu tư nhà máy ở Hoa Kỳ, đó là trở thành một cái công ty toàn cầu rồi. Và hiện giờ đó thì bên cạnh các cái thị trường lớn như là Mỹ, Canada và châu Âu thì VinFast cũng đang xây dựng trong những cái khu vực châu Á, đặc biệt như là thị trường lớn nhất đó là Ấn Độ, rồi Indonesia, Thái Lan, Philippines cùng cái khu vực Trung Đông, rồi châu Phi. Ngoài ra thì ngoài Việt Nam thì VinFast cũng xúc tiến xây dựng cái nhà máy sản xuất thì chúng ta thấy rồi là ở Mỹ, ở Ấn Độ cũng như là nhà máy tại Indonesia. Cho nên là tới đây chúng ta sẽ không thấy là lạ khi mà có những cái mẫu xe đề chữ VinFast nhưng mà đề sản xuất tại Mỹ, hoặc là những cái chiếc xe VinFast chạy ở cái vùng châu Á nhưng mà sản xuất tại Ấn Độ hoặc là ở tại Indonesia, và người ta có thể là điều phối những cái mặt hàng đó đi khắp thế giới, đi ở nhiều nơi khác nhau, và có lẽ là cũng không dừng lại ở nơi đây. Nhiều khi VinFast sẽ còn mở ra những cái hãng xưởng nữa, nhiều nhiều cái nơi, đặt ở nhiều nơi khác ở trên thế giới nữa. Thì đối với những cái người mà Việt Nam đó thì chúng ta rất cần những cái công ty lớn như là VinFast này. Chúng ta cần những cái công ty, những cái tập đoàn mà mang tính chất đột phá và phải vươn ra biển lớn. Thí dụ như trong rất nhiều các lĩnh vực về nông nghiệp, lĩnh vực về thủy sản, và lĩnh vực về chế tạo, máy chế biến công nghệ cao, lĩnh vực AI, vẫn lực rất nhiều các lĩnh vực mà hiện giờ là Việt Nam, người ta nghĩ rằng ở Việt Nam là một cái đất nước nghèo, một cái đất nước mà mới vừa coi như là bị khó khăn, là chưa thoát ra khỏi cái thu nhập gọi là mà thấp, thì không dám mơ ước đến cái việc mà ra biển lớn. Thì thật ra những cái thông tin đó là những cái thông tin không có đúng. Rõ ràng là với cái công nghệ san sẻ như thời điểm như hiện nay, họ rất cần những cái công ty mang tính chất là dám đương đầu và dám dấn thân, và dĩ nhiên rằng thị trường nó phải đòi hỏi rất nhiều các thách thức trong cái thế mà cạnh tranh rất là dữ dội, ngay cả cái xe điện cũng cạnh tranh rất là dữ dội. Tại Mỹ là một thị trường vô cùng khốc liệt, chúng ta đã thấy rồi, và chẳng những Mỹ không mà nhiều nơi khác cũng vậy, và nhiều nước cũng bắt đầu tập trung vào cái lĩnh vực này. Nhưng mà VinFast có lẽ là một trong những cái công ty trong cái khu vực đã đi đầu và đến ngày hôm nay đã định hình được những cái mẫu xe rất là ấn tượng. Chúng ta thấy là ngay tại Mỹ thì cũng đã có VF5, VF6, VF7, VF8, VF9, rồi ngay cả coi như là VF Y đó, thì đây là một cái sản phẩm mà được nhiều người rất là chờ đợi. Bên cạnh đó thì còn có mang đến thị trường của Hoa Kỳ là những cái chiếc xe đạp điện nữa, rồi VF3 nữa. Cho nên thì có thể nói là không ngờ trong một thời gian rất là ngắn thôi, có mặt cái thị trường của Hoa Kỳ chỉ trong vòng có coi như là 2 năm thôi, thì VinFast đã mang đến hàng loạt các cái mẫu xe như vậy.
và đã nhanh chóng có mặt ở cái thị trường Nasdaq, đã định hình và cái tên tuổi đã được coi như cái giới mà xe xe hơi đó nó đã chú ý ngay lập tức. Bên cạnh đó thì còn gia nhập vào những cái hiệp hội bảo vệ và san sẻ về những cái sự hợp tác trong những cái lĩnh vực công nghệ cao. Đây là cái điều rất là đặc biệt. Chúng ta đó không phải làm coi như là mình tự ti, mà mình phải nên tự hào, bởi vì một cái đất nước nghèo và muốn thoát ra khỏi cái bẫy thu nhập trung bình, muốn vươn cao, chúng ta cần những tập đoàn mang tính chất đột phá. Đột phá là những tập đoàn mà nó mang tính chất toàn cầu, chứ không phải là một tập đoàn ở trong Việt Nam, chỉ quanh quẩn ở trong Việt Nam. Dù cho nó có làm xưng hùng xưng bá gì đi nữa thì chúng ta cũng chưa có đủ tầm. Mà cái lĩnh vực sản xuất thì lúc nào cũng là cái lĩnh vực mà cần khuyến khích nhiều hơn, chúng ta cần tự hào nhiều hơn. Thí dụ như vừa rồi thì ở trong Việt Nam có những cái tập đoàn mà liên quan tới xây dựng bất động sản, đầu tư đất đai, hay là họ làm giàu nhờ tích tụ đất, hay là họ xây dựng bất động sản, nhà cửa các thứ để mà bán. Thật ra cái đó cũng ngành đó cũng rất là cần, bởi vì đầu tư trong lĩnh vực đó cũng tạo công ăn việc làm, tạo ra những cái cơ sở hạ tầng cho cái đất nước để tạo ra bệ phóng. Nhưng mà để phóng được thì cần những cái công ty, những cái tập đoàn mang tính chất sản xuất hàng hóa và bán ra thị trường quốc tế. Thí dụ như ở bên Nhật Bản, chúng ta đã thấy rồi, những cái tập đoàn rất là lớn của họ, những cái hãng xe hơi rất là lớn từ Honda, Toyota các thứ. Ở bên Nhật Bản cũng vậy, họ có Hyundai, họ có rất là nhiều. Và như vậy thì nó mới giúp cho những cái nước đó mà nó đi vào cái đất nước mà phát triển cao. Chứ nếu như mà họ chỉ quanh quẩn ở chỗ mà chế biến thủy hải sản, hay là gia công, hay là những người may mặc bất thứ các thứ á, thì nó mãi mãi là chìm đắm trong cái vấn đề nghèo khổ. Dĩ nhiên rồi, ai cũng đã biết được cái điều đó. Nhưng mà cái bọn mà nó chống phá Việt Nam, cái bọn mà nó luôn muốn cho người dân Việt Nam phải chìm đắm trong những cái điều tối tăm của cái sự lạc hậu và nghèo khổ đó, thì lúc nào nó cũng nói là Việt Nam nên làm cái ốc vít trước, đi làm đi mai gia công trước, để đi làm mồi cho quốc tế trước, rồi từ từ rồi mới mới sản xuất cái xe đạp, rồi sau đó mới sản xuất xe gắn máy, rồi từ từ mới đi lên là sản xuất xe hơi. Và xe hơi là phải đi qua từng bước nữa, giống như là phải đi sản xuất xe xăng trước, rồi bắt đầu xe dầu, xe bắt từ từ mới bắt đầu xe điện. Chứ đừng có nhảy tắt đi tắt đón đầu như vậy, là họ họ nói là hỗn, rồi nói là không biết đầu tư, không biết làm ăn. Và đa phần ngoài những cái kẻ mà lên tiếng đó là những kẻ homeless, những cái kẻ mà coi như là đầu đường xó chợ, những cái kẻ mà có thể nó rất là thiếu những hiểu biết, nó đi dạy người khác trong khi bản thân nó cũng chả là cái gì hết. Và chúng ta thấy rằng những kẻ mà trù ẻo, hay là mang tính chất là chống phá quê hương, chống phá người Việt mình, chống phá đất nước và dân tộc, thì những kẻ đó là những cái kẻ mà tội đồ rồi. Chúng ta đã phải có những cái thái độ khinh bỉ, phải lên tiếng với những cái kẻ đó, và chúng ta cần phải tẩy chay, bởi vì họ là những cái con người Việt Nam nói tiếng Việt nhưng mà lạc lõng. Họ chống VinFast không phải là họ chống VinFast, mà họ chống người dân Việt Nam, họ chống đất nước Việt Nam, và họ chống đồng bào Việt Nam, họ chống lao động Việt Nam, và họ muốn cho cái đất nước này, cái dân tộc này phải nghèo khổ. Chẳng những VinFast sau này còn hàng loạt những cái tập đoàn khác, hàng loạt những cái công ty khác, nó cũng sẽ lớn mạnh. Đối với chúng tôi đó thì chúng tôi ủng hộ tất cả các doanh nghiệp trong Việt Nam, không chỉ là VinFast không, hoặc là trong thời gian gần đây cũng vậy. Trong cái cộng đồng ở hải ngoại, khi mà mình phản ánh rất nhiều các cái sự kiện, thì mình muốn rằng đó là cái thông tin đưa ra nó mang tính chất trung thực, và chúng tôi không đứng về phe phái nào cả. Có những bạn này cũng nhận định rất là ngây ngô, có lẽ là tại sao ông Minh Giang nói nhiều về cái phe này nhóm kia nhóm nọ, chắc là đứng ở bên nhóm kia, chắc là đánh phá nhóm nọ. Cuối cùng ông cũng lòi ra cái chỗ là cũng là một cái phe, một nhóm. Thật ra chúng tôi không có nhóm nào cả, chúng tôi cũng chả có đảng phái nào cả ở cái hải ngoại này, hay là bất cứ một cái tổ chức nào, chúng tôi không có tham gia một cái vấn đề nào cả. Chỉ là một cái người đứng ở bên ngoài và nhìn sự vật hiện tượng như thế nào, và cái góc nhìn của mình, cái suy nghĩ của mình ra làm sao thì mình đánh giá thôi. Nhưng mà đối với các cái công ty ở trong nước, sản phẩm ở trong nước, từ trái sầu riêng, trái thanh long, cho đến từng cái viên kẹo, cái bánh, hay là đến cái lớp xe, cái móc áo, cho đến là chiếc xe như là xe VinFast, chúng tôi đều rất ủng hộ, và đặc biệt là ủng hộ
VinFast là bởi vì VinFast là một cái công ty lớn, cái sự đầu tư dàn trải rất nhiều và cái số vốn đặt vào trong cái lĩnh vực này có thể nói là cực kỳ to lớn và chúng ta phải rất ủng hộ như vậy. Bởi vì VinFast mà có trụ vững được, có mạnh lên được là nó sẽ kéo theo cái nền kinh tế của Việt Nam. Nó sẽ là một trong và nó tạo ra những cái hứng khởi, nó tạo ra những cái tiền lợi rất là tốt và cho thấy rằng Việt Nam đang đi đúng hướng và VinFast là một cái bộ mặt để mà người ta thấy rằng kinh tế toàn cầu như hiện nay và kinh tế thị trường của Việt Nam là kinh tế tư nhân, kinh tế ngoài quốc doanh và một cái kinh tế thỏa mãn đầy đủ các cái tiêu chí của quốc tế liên quan tới cái lĩnh vực kinh tế. Đó mới là vấn đề. Cho nên là những kẻ mà nó chống phá, nó tru tréo đó thì chúng ta cứ để cho nó nằm ở một góc lạnh đấy. Và chúng ta phải lên án họ. Những cái kẻ đó là không thể chấp nhận. Và bây giờ thì VinFast mà làm như thế này, nói và làm, và nói tới đâu thì làm tới đó, thậm chí là làm còn nhanh hơn nói luôn nữa. Chúng ta nói như vậy để mà muốn cảm giác rằng đó, khi mà họ nói cái là thời gian không có bao lâu thì bao giờ triển khai ngay lập tức. Giống như ở Mỹ người ta nói rằng Nasdaq chắc có lẽ là VinFast còn phải tốn vài ba năm, nhiều khi còn chưa lên Nasdaq được. Nhưng mà từ lúc mà đưa ra một cái kế hoạch đến mà lên Nasdaq rất là bất ngờ luôn. Hoặc là cái kế hoạch mà xây dựng động thổ một nhà máy, người ta cứ nghĩ rằng rất là lâu nhưng mà cuối cùng thì cũng vẫn có thể tiến hành. Rồi đưa ra những mẫu xe nói là có bán được cái mỗi mẫu xe VF8 nhưng mà cuối cùng người ta đưa ra chào hàng ở tại Hoa Kỳ, hiện giờ thì VF9 chuẩn bị qua. Tháng cuối tháng 5 này có thể là qua những cái lô VF9 để mà giao cho các khách hàng. Rồi còn hàng loạt những cái mẫu xe khác đã được triển lãm ở tại những cái triển lãm rất là lớn tại Hoa Kỳ. Cho nên đó là một cái điều rất là đặc biệt. Một cái công ty của Việt Nam, một cái tập đoàn của Việt Nam và một cái đất nước mà được cho là nghèo. Nhiều nước khi mà dự những cái triển lãm lớn ở tại Hoa Kỳ, nhiều chúng tôi thấy rằng chứng kiến nhiều trong con mắt của những cái người bản xứ đó. Khi mà mình hỏi thì họ có những cái chia sẻ rất là thú vị. Họ lúc đầu họ cũng không nghĩ rằng ủa đây là công ty nào vậy, ủa Việt Nam đó hả. Rồi khi mà họ hiểu Việt Nam thì họ nói ủa Việt Nam mà lại có những cái chiếc xe như thế này à. Bắt đầu là họ ngỡ ngàng, từ họ ngỡ ngàng cho đến là họ thán phục và càng lúc họ càng phải tôn trọng. Và đến ngày hôm nay thì có quá nhiều các cái thông tin về VinFast, khi mà những cái trang báo chí, những hãng thông tấn liên quan tới lĩnh vực xe điện đó, họ đi vào họ viết những cái bài, họ chia sẻ và cho thấy rằng cái xe điện VinFast càng lúc nó càng lộ diện ra và những cái tiêu chí mà những cái hoài nghi á, về cái chất lượng càng lúc nó càng bị đẩy lùi. Và thực tế theo năm tháng nó lại càng chứng minh cái sự hiện hữu của VinFast. Đó mới là điều đặc biệt. Thì chúng ta cũng hy vọng rằng VinFast sẽ thành công ở tại thị trường của Indonesia cũng như là những cái thị trường của khu vực châu Á. Và đó là những thị trường rất là tiềm năng, bởi vì chúng ta biết là cái khối ASEAN có đến trên 600 triệu dân và thị trường của Indonesia thì 200 mấy chục triệu dân, ở bên Ấn Độ thì khỏi nói rồi, ở bên Philippines cũng đã 110 triệu dân, ở bên Thái Lan thì 60 mấy triệu dân, rồi Philippines cũng 100 mấy, chúng ta thấy rất là rồi. Và những cái thị trường như vậy cùng với những cái sự phát triển trong cái mạng lưới mà gọi là xe taxi xanh của VinFast trong cái vùng Đông Nam Á cũng là một cái điều rất là đặc biệt. Nhưng mà đó là những cái đề tài khác chúng ta sẽ nói trong những cái chương trình sau. Hôm nay thì xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị, chúc cho VinFast thành công ở tại những cái thị trường mà rất là mới như thế này, những cái thị trường mang tính chất rất là thách thức và những cái thị trường của khu vực Đông Nam Á cũng như là nhiều nơi trên thế giới. Xin kính chào quý vị và trả lời quý vị trong chương trình tới.